Xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh của em ạ. Hôm nay ngày 24 tháng 10 thứ hai, em lên 3 clip. Clip đồ bếp với đồ nghề ạ. Clip này thì đa số là muỗng nha anh chị. Mã đầu tiên hôm nay là G1 ạ, 120. Cái bộ này là bộ nĩa với bộ dao. Thì nó có một bộ thôi ha anh chị. Cái thương hiệu của nó là Matian. Bằng sừng, cái tay cầm của nó bằng sừng với cái nĩa. Bộ dao nĩa đây dành cho hai người ha. Cái này trong lô thì em tìm chỉ có thấy có hai bộ này thôi. Này có nhiều thì nó nguyên bộ mình đãi khách đồ đẹp. Cái này dùng trong gia đình hai người ha. 120. Bộ khá là đẹp. Cái nĩa cũng Matian luôn ha. Stainless Matian. Mati. G2 240. Bộ này có hai bộ. Bộ G3 là 250, cũng Matian mà nó hoàn thiện hơn. Cái này hàng mới ha. Hàng mới thanh lý thì nó sẽ có cái dập ở logo, còn cái loại này thì nó không có cái dập đó. Thì nó 240, loại này 250, cũng của Matian hết ha mọi người. Cái hàng này kiểu như là mạ bạc à. Nó là kiểu inox hay là đồng gì đó trong ở phía trong. Còn cái này là mạ bạc. Inox mạ bạc. Cái này muỗng nó khá là dày. Một cái dày phải khoảng 3 ly. Khá là nặng ha. 240 một cái. Cái độ vũng, độ cong nó vũng xuống ha. Cái này anh chị tìm trên mạng thì nó bán mới thì tầm khoảng một cái thôi, nó cũng khoảng trăm mấy, 200 một cái. Một cái muỗng loại này khá là dày dặn. Này nguyên bộ 10 cái 250, này hàng mới thanh lý ha. Thì nó sẽ có vài vết xước. G4 170, dài 13,5. Dài 13,5, 10 cái. Cũng Matian này của Picasso. Picasso là có 3 cái muỗng này anh chị. 3 cái muỗng cong inox. Còn 7 cái muỗng Matian. Matian thì em xét hình như được 7-8 bộ. Một bộ là 10 cái. Thì cái bộ này nó còn sót lại nè, kết hợp với ba cái muỗng inox này. Muỗng này của Picasso nó cong đẹp lắm, inox cong đẹp lắm ha. Còn này là mạ bạc của cái này, cái biểu tượng khác ta, của EPNS cái, chứ không phải của Matian. Ủa cái này cái dập nó cũng giống nhau mà ta. Về muỗng thì những cái thương hiệu của muỗng thì cũng không có rành bằng dao ha. Em bán dao thì nó kiêng hơn. Cái này thương hiệu nó thì em không rành. G14 170. G4 170, G5 170 luôn ạ. Thương hiệu đây luôn. 10 cái. Cái loại này thì em có 8 bộ ha. Dài 13,5. EPNS thương hiệu của nó. Dập chìm hết ạ. Màu này là mạ bạc hả anh chị. G6 120. Thì có một cái gấp. G6 120 có một cái gấp, một cái xẻng với một cái này để đánh trứng. Bán bó này 120 ha anh chị. Gấp thức ăn có chữ dập chìm ở trong với một cái để đánh trứng. Hàng inox mới dày dặn Pure Line. Một cái xẻng của Pure Line mới dày dặn ha.
120 cái bộ này. J7 120 hai cái muỗng dài 32 cm. Muỗng này thì có một cái là 180cc và một cái 250cc. 32 dài 32 cm ha. Này có thể múc canh kiểu múc đám giỗ được luôn ạ. Múc canh đám tiệc. Này múc trong nồi ha, cái loại lớn như thế này thì mình múc trong nồi. Còn có những bộ thì nó nhỏ hơn, cái này thì nó có hơi cấn nhẹ phía trong xíu ha anh chị. Còn có những bộ nó nhỏ hơn thì mình sẽ múc trong tô. Bộ này múc nồi ha. J8 múc trong tô nè, 100. Hai cái muỗng inox. Inox còn sáng bóng. Thương hiệu đây ạ. Marutama. Japan một cái là 100cc, một cái là 90cc và 30 cm. Múc trong tô ạ. 100.000. J9 110. Hai cái muỗng này đúc nguyên khối ha. Cái đầu nó bẹt bẹt xuống thế này dễ múc. Cái này thì không biết là múc trong cái gì nữa. Còn cái này là múc trong tô ha anh chị. Hai cái này 110.000. Stainless chữ dập chìm hết ạ. Cái móc J10 100.000. Dài 27 cm. Hai cái này nó có điểm chung là có vân búa ở trên cái da cái muỗng. Muỗng này nhỏ vừa ha anh chị. Nhỏ vừa móc móc bỏ vào tô và son vừa của Homeway Rose với một cái của thương hiệu khác. Dài 27 cm. J11 100.000 ạ, dài 29 cm. Hai cái, một cái 90cc và một cái 100cc. Hai cái loại kia cũng khoảng 90cc của Marutama luôn ạ. Cái này Marutama, còn cái này không có dập chữ ha. Hai cái. J12 100.000. Dài 35 cm. Cái này 36cc, muỗng nhỏ và một cái muỗng lớn tầm khoảng cái muỗng lớn này tầm khoảng 150-200cc. Bỏ nồi múc canh, còn cái muỗng inox nhỏ của hãng Marutama. Chiều dài, cái dài nhất là 35 cm. Bộ này hai cái muỗng 100.000. J13 một cái muỗng khá lớn ạ. Cái này cái đường kính của cái muỗng là 15, sâu là 9, tổng chiều dài của nó là 60. Này dành cho đầu bếp chuyên nghiệp hơn chị. Này múc nguyên múc một cái nó gần khoảng 1 lít ấy. Một cái muỗng này cầm khoảng 1 lít và chốt thì chắc chắn ha. Rất là dày dặn. Cái này 220 một cái. J14 có chữ dập chìm 250. Có chữ dập chìm ở đây ạ. Thép 18-8 1 lít. Khá là dày. Đường kính là 15, rộng là sâu là 9, dài 60 cm. Này 250. J15 220. Cái này khá là nặng, to và nặng ha anh chị. Cái này mình có quán hoặc là tạo kiểu gì đó mình có thể bẻ cong cái này xíu, xong rồi mình dùng cái này làm cái nồi luôn, treo để làm cái nồi luôn anh chị cũng được nữa, hoặc là đi cắm trại rồi xài cái này cũng được nữa. Dài đường kính của nó là 15 ạ, sâu là 8,5, tổng chiều dài là 60 cm. Cái này nó như cái nồi luôn anh chị, nó nặng gần khoảng 1 kg. Cái này gần khoảng 1 kg á. 350. Dạ, đường kính là 19, sâu là 12, dài 62 cm. Cái này mua về chủ yếu bán có sản phẩm độc lạ chứ không có lời nhiều đâu anh chị. 350, nó là 1 kg rồi đó.
J107. Cây này thì nó hơi nám ở trong bên trong một xíu. Này kiểu như người ta đun á anh chị. Người ta treo lên thế này, nó làm như một cái nồi luôn, mà kiểu treo dùng để cắm trại hoặc là gì đó. Thì cái này là 300, đường kính là 19, sâu là 13, dài là 60 cm, khá là lớn. Này hiếm lắm mới có anh chị. Mình quan tâm tới những sản phẩm này á, mình mua luôn ha. Chưa biết xài gì cũng mua luôn, tại vì ít khi gặp. Giờ cái loại như thế này mình mua ở ngoài cũng không có, nhưng mà mua hàng bãi thì cũng ít khi gặp á anh chị. J18 100. Cái muỗng đầu bếp tay cầm bằng gỗ, tên hãng Dập Chìm. Này vết hàng ha, những cái muỗng này đều là hàng hết. Này 100 ạ. Cái dài vừa, rộng miệng của nó. Rộng miệng nó 12, sâu là 5,5. Những cái này thì khá là dài, dài 44 cm. J19, chiều dài là 46 cm, thương hiệu Dập Chìm, 90.000 ạ. Này cũng muỗng cho đầu bếp. Đường kính là 11. Sâu của nó tầm khoảng 5 cm ạ. J20 90.000. Dài 26 cm, nó có hai cái muỗng. Có chữ Dập Chìm ạ, Chef Brands. 90.000 hai cái muỗng, loại muỗng này thì inox. Hai cái 90 thì nó sẽ mỏng hơn cái loại mà hai cái 100 á anh chị, nó mỏng hơn xíu ha. Vẫn sáng bóng nhưng mà nó hơi mỏng hơn xíu. Chữ Dập Chìm 90. J21 90.000, dài 31 cm. Cây này Dập Chìm. Dập Chìm, cái muỗng lớn thì cũng dài dặn ha anh chị, tên hãng Dập Chìm. 45cc, 145cc với một cái muỗng nhỏ. Có chữ Dập Chìm. 90. T22 90.000 của Yakuma. Dài của nó là 36. Một cái là 36cc, một cái là cái loại này là nó giống nhau, một cái hai cái đều 36cc, nhưng mà có một cái nó không có Dập Chìm, nó không có tên dung tích của nó. Nó là 36cc, tổng dài là 25 cm của Yakiwa. Inox còn khá là sáng bóng. 90.000 hai cái ha. J23 90.000 hai cái, dài là 24 cm. Tên hãng Dập Chìm, loại này dày dặn, tay cầm khá là dày. Cái bộ này thì nó sẽ có cái vành miệng ra thế này anh chị. Vành miệng ha, inox dày dặn đẹp. Này bỏ vào tô đồ ấy, bán cặp cặp thế này nó sẽ rẻ hơn anh chị. Bán từng món thì nó sẽ đắt hơn xíu. Cái muỗng, hai cái muỗng này cũng dạng muỗng để tô để bàn ha. Cái này Dập Chìm 90cc, có vài vết chấm chấm nhỏ. Còn cái này thì sáng bóng hơn, sáng bóng hai Yakuba. Này 144cc. J25 90.000, cái này của Kai. Tên hãng Dập Chìm. Dài dặn ạ, dài 27. Đường kính nó là 8,5, sâu là 2 cm. J26 90.000. Tên hãng Dập Chìm. Này không dập tên hãng ha, khá là dày dặn, cái nóc này dày. Dài 18, đường kính là 9, sâu lòng là đường kính là 9, sâu lòng là 2,5.
J27. Cái muỗng để múc đổ vô chai vô lọ ha. 90 tên hãng dập chìm. Cái này của Yakuwa gì Maru Tawa. 144cc dài 31 ạ. 90.000. J28 90 Kitchen House dài 36 ạ. 270cc. Muỗng múc bỏ nồi ha. Dày dặn 90. J29 dài 36 360cc của Yukiwa. J30 inox sáng bóng 90 dài 34 250cc của Maru Tawa. J31 90 dài 35 270cc kitchen house. J32 80 dài 27 cm. Inox cái này dày ha, cái phần muỗng nó dày. Cái này thì không có dập chữ logo. Inox khá là dày và sáng bóng. J33 của Maru Tawa 70.000 ạ, 180cc. J34 70.000, 180cc của Tawa luôn á. Chung hãng cái biểu tượng này. J37 70.000. Nó có một cái muỗng nhỏ với một cái muỗng để đông vô chai lọ ha anh chị. Này múc rồi đổ vào bịch, như ví dụ như vào bịch đó. Anh chị mà cái này nó hơi phần này nó không còn sáng bóng lắm. Nhưng cái chỗ này nó hơi lắc lắc nhẹ nè, 70. Với cái muỗng này nó với muỗng nhỏ không có dập chìm. Bộ này thì 70.000. J36 70.000. Dài 28. Đường kính là 8,5, sâu là 2 cm. Chỗ này nó hơi nó bị đen xíu. Nó bị bẩn hay là chưa vệ sinh sạch. Cái phần tay cầm của nó to hơn chị, cầm chắc. J37 50.000. Tên hãng dập chìm Yakutawa đó, cái biểu tượng đó. Cái loại muỗng mà để múc và để đổ vô chai lọ, ví dụ như làm sữa chua, mấy cái lọ sữa chua hoặc là lọ hủ yến hoặc là mấy cái bịch mà đông nước mắm anh chị. Đông nước mắm mấy bịch nhỏ nhỏ thì dùng những cái muỗng này rất là tiện luôn. Nó sẽ tập trung, nó sẽ đổ thẳng vào, nó không bị chảy. J38 50 tên chữ nhật dập chìm hả anh chị. Cái J39 này cũng 50. Này thương hiệu gì quên tên mất rồi. Rồi, sau đây em sẽ kết thúc video ạ. Hẹn gặp lại anh chị vào video sau ạ.